kể lại câu chuyện cây táo theo lời dẫn chuyện của cô. Đến với giờ học ngày hôm nay, các bạn nhỏ lớp mầm 1 sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện cây táo nè. Cô Ngân mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này nha. Các bạn ơi, vừa qua cô Ngân kể cho các bạn nghe câu chuyện gì? Câu chuyện mùa xuân. Ông chồng bé, ông mặt trời, gà trống đi ngang qua, cất tiếng gọi: cây ơi! Thế là cây, đúng rồi, cây bật ra những chiếc lá xanh, đang bướm xuân bay ngang qua, cất tiếng gọi: đúng rồi, cây ơi, cây lớn mau, cây cho ra những bông hoa. Ông bướm xuân cùng cất tiếng gọi: thế là cây cho ra những quả táo chín đỏ mọng. À, bé mang giỏ ra làm gì? À, bé mang giỏ ra hứng táo, mang vào nhà. Bây giờ cô Ngân sẽ mời từng nhóm nhỏ các bạn lên kể chuyện nha. Câu chuyện mùa xuân đến, hoa, ông, ông mặt trời. Đúng rồi, giỏi quá. Gà trống đi ngang qua, cây ơi, thế là cây. Đúng rồi, trời ơi, các bạn của con Ngân quá giỏi luôn. Thế là cây cho ra cất tiếng gọi: cây ơi, cây ơi. Thế là cây cho ra bảo. Mang giỏ ra làm gì? Muốn bảo. À, bé mang giỏ ra như thế nào? Mang vào nhà. Cảm ơn các bạn, cho các bạn một tràng pháo tay. Qua câu chuyện này, chúng mình nhận thấy được rằng cây xanh có mối quan hệ mật thiết với môi trường sống hàng ngày của chúng ta, phải không các bạn? Cây xanh cho chúng ta bóng mát, cho chúng ta quả ngọt, cho không khí trở nên trong lành hơn nè. Vì vậy hãy chăm sóc và bảo vệ cây xanh các bạn nhé. Cô Ngân và các bạn lớp mầm 1 xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.